Thời gian gần đây, khi giá bất động sản biến động tăng mạnh thì tình trạng người dân thiếu đất sản xuất cũng tăng theo, dẫn đến nạn phá rừng chiếm đất sản xuất gia tăng ở một số địa phương. Rừng bị triệt hạ để sau đó biến đất rừng thành đất rẫy sản xuất. Tình trạng này đang trở nên rất nóng ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Sau hàng loạt trường hợp phá rừng chiếm đất sản xuất bị phát hiện, đơn vị quản lý rừng cũng như các cơ quan chức năng ở tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường nhiều biện pháp. Nhưng thực tế cho thấy rất khó giải quyết dứt điểm nạn phá rừng lấy đất sản xuất nếu không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cả một vạt rừng giờ chỉ còn là thế này. Những cây dầu gần 20 năm tuổi cùng chung số phận bị chặt hạ. Khu rừng này nằm trên địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa do công ty Lâm sản Khánh Hòa quản lý. Diện tích rừng dầu bị phá, chỉ riêng vị trí này đã gần 5.000 m2. Qua xác minh, người phá rừng là một người dân ở thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng với lý do thiếu đất sản xuất. Cái rừng này để phòng hộ đầu nguồn, nó giữ nguồn nước cho người dân dưới làng. Nên là thấy là rất là xót xa, nhưng mà người dân không có ý thức thì người ta cứ vào rừng ta phá. Thiếu đất sản xuất nên phá rừng. Đây đã là lý do quen thuộc ở hầu hết các vụ phá rừng thời gian qua. Riêng từ đầu năm đến nay, một trong những điểm nóng là vùng rừng Khánh Thượng. Ít nhất 13 vụ phá rừng chiếm đất đã được phát hiện, tương ứng diện tích rừng bị phá không dưới 65.000 m2. Trong những năm qua, ở miền núi Khánh Vĩnh, đã có khoảng 5.000 hectare đất được bóc tách từ đất lâm nghiệp của các đơn vị quản lý rừng để giao cho các hộ. Thế nhưng, nhiều hộ gia đình vẫn đưa ra lý do thiếu đất sản xuất, tiếp tục xâm chiếm đất rừng. Chúng tôi cũng phát hiện dân có lấn chiếm, rồi cũng lập biên bản xử lý tại chỗ và dân cũng hứa là sẽ trả lại đất. Ở miền núi Khánh Vĩnh, rẫy sản xuất của người dân nằm liên kề các khu rừng. Duyên chủ rẫy lấn dần vào rừng là khá phổ biến. Mỗi mùa rẫy lấn một ít, vậy là sau vài năm rừng bị thay thế bởi rẫy sản xuất. Lập chốt cho người canh coi 24/24 và phối hợp với chính quyền địa phương như là trong công tác tuyên truyền vận động để mà ngăn chặn cái vấn đề mà chặt phá rừng trồng. Những chốt canh giữ rừng đã được lập ra, lực lượng bảo vệ rừng được tăng cường. Nhưng việc phá rừng chiếm đất sản xuất diễn ra âm thầm, len lỏi tại các khu rừng trên một địa bàn rộng, nên để ngăn chặn là không dễ dàng. Nạn phá rừng chiếm đất sản xuất sẽ còn tái diễn nếu không có những biện pháp xử lý nghiêm mang tính răn đe các đối tượng vi phạm.